Chào mừng các bạn đã đến kênh YouTube của bơm cát miền Tây nha các bạn. Đây thì hôm nay mình chuẩn bị bơm cát làm nhà đây. Quay luôn. Làm nhà này khá là sâu ha. Mét 7. Sâu mà dài. Trong nền lớn nào mà cái sân nó cũng sâu nữa nè, sân sâu khoảng mét mấy nữa nè. Đây cái sân đây, cát nó lên luôn rồi, đây mới vừa lên nè. Rồi lên nước rồi, nhóc ra cho ăn bình thường đi. Không không, Thanh nó về rồi. Không, Thanh nó về rồi. Để mình đi xung quanh về ngoài cái nền cho các bạn xem nha. Nó cao vậy nè. Ở xà hầu này cao dữ đó nè. Xì miếng lón nhỏ hả? Cao này, cao khủng thiệt. Chết này có khoảng hơn 2 mét. Lấy bọc nhét vô, lấy bọc nhét vô hết rồi. Xì mấy lỗ chân. Lấy cái bằng phủ nãy không lấy luôn. Cái bằng phủ nãy mình nhét vô được à. Quá xá cái sân nó cao gì nè, đi ở ngoài nó cao gì nè. Cặp đường quốc lộ luôn ha. Không có, bữa hổm mình đông hai cái phiếu để đi đâu ơi, chút đó đi ơi. Hai cái mày quá đẹp. Ba cái mày luôn, ba cái mày lớn. Nước chảy ra tới sân nè. À.
cát hay gì rồi. Đi xeo coi. Gác, gác ra nè. Ủa. Lên lại nè. Đây chú nhà ông xá cái hồ Cần Đước ra nè. Con tà bá lửa nè. Con đực. Đục cái đầu vô. Đục ký giữ ta. Đục cái đầu vô nè. Gắn đi, gắn đi, gắn đi. Này đâu phải cô đinh đâu. Gắn đó là nhìn thấy ớt không? Chưa để zoom vô kìa. Ủa nó hai loại ha, con cái nó. Con cái nó hay là là nó không có phía phía này ha. Nhiêu đây mấy chục con chú? 49 con. 49, đàn không chẳng 50 nữa. Bự nữa. Con này trên 10 kg hả? Con đó 10 kg cho anh. Ở phường. 10 kg là nhiêu tiền ta? 300 ngàn kg đi, 10 kg 3 triệu. Quý hiếm còn 3 triệu. Bánh nhỏ gì? Mà nước cát thì ra không có thay nước, đục nước. Xì vô nè. Mày để tém kỹ cho mà nó vẫn xì. Xì mấy cá. Đứt. Này ngồi ở đây. Đang đẻ mà. Ai nói vậy được cái gì á? Đẻ. Con gì nhỏ vậy thôi là cái chục ký. Con này vàng luôn nè. Vàng. Đây là em. Con này vô đây là đẻ. Chuẩn bị đẻ. Hai con này. Quá chừng thì vô cái hồ Cần Đước rồi. Để cát cái này nó bị nhám lừng. Sợ nó bò lên bờ nè. Bò lên. Thấy xì bên nước bùng sợ bò lên rồi. Quá xì xuống rồi. Thì tà le cho rồi. Thì ra phía sau còn ngoài này có hồ nữa nè. Hồ Cần Đước nữa nè.
nuôi mấy con nhỏ ha, nhỏ trong hồ này. Lặng này. Mấy con này mới đẻ nè, mới nở. Ăn rồi muốn không ha. Nên thấy đứa đục xa bò lên bờ hết. Hai con này vô đây nó làm gì nè, đẻ thì bị đẻ. Quá nhiều rồi đâu, gần chỗ nào nó đông này đây. Đấy, thì mấy lỗ nhé bè hết rồi. Câu này hầm cầu. Ngày đi xem luôn. Lá đó, cây nó không ăn à? Thức ăn cờ hốt ra ngoài. Quầy trứng cần đước cho bạn xem nha. Trứng gà, trứng gà mà. Trứng này có trứng con bự nè, này không so à. Trứng nó đẻ nè. Gan trứng gà ha, dài. Trứng mình ăn được chú. Trời ơi, ngon trời mà. Nó lộn lộn ăn ngon dữ lắm. Ừ, bồi bồi phải không? Ừ. Trời này chui vô ổ quá nhiều rồi nè.
con nó thang đi lên luôn. Ba bụng cháy ở đây quá chừng rồi. Lan ra khắp nền luôn. Để chỗ một. Giờ này nó đổ ra sân quá nhiều rồi, ngập nửa sân luôn rồi. Bơm từ sớm giờ gần hết xà lan rồi, để ống con chỗ một nè, cát nó cao lên rồi đây. Hôm nay mấy con cần nước hôm nay tắm bùn luôn rồi nè, mình mấy cái bùn này kìa nè. Bùn, lớp bùn ở dưới đáy hồ nè. Sắp hết rồi. Thì hôm nay mình tiếp tục bơm chuyến thứ hai nè. Tại giờ này đang đổ mưa luôn. Mưa lầm gầm. Là lớn cũng sắp đầy rồi. Nước ngập bên sân nhà ra lên lắng ở đây rồi nè.
vừa bơm mà vừa mưa luôn. Quá tàn nước rồi. Nãy bơm nhiều rồi chưa? Nổi tiếng hả? Cái này cũng sạch quá nè. Nước tràn xuống mấy con càng nước rồi, lúc mình đi ra nè, lúc cái hồ luôn, sao quấy luôn. Chìm đầu ống vô đập tới cho nó cao lên dễ đâm ống nè. Mưa càng ngày càng lớn rồi. Hay quá. Nước tràn nè, hai bên. Đó, thác đổ luôn. Đập ra sân cái đi ăn cơm đi chú Tám ơi. Đập ra sân cái đi ăn cơm đi. Mưa lớn rồi. Chút qua phà lại. Ra ngoài đó sâu ăn cơm đi. Ra sân. Sân còn sâu ha. Họ vô đục mưa cơm luôn. Đục mưa cơm đi. Còn quấy mà.
nước giờ nãy dâng lên cao rồi nè, chạy lỏ quá chừng. Nạp xăng lên láng lên. Đứa cao lên sắp trang đà luôn rồi nè. Chạy qua phía này. Chuẩn bị đâm tới ống. Gác cái ngang để cho nó chiều lại nè, cho nó cao lên đừng dễ đâm mà đâm còn khó đó. Sâu với cái đà luôn. Sắp hàng đà luôn nè, lé đé rồi. Chìm cái sâu lên, nó cao. Bắn tung té chứ. Lấy hai cái luôn chứ lắm. Lấy thêm cái nữa cho cao lên. Chạy qua hai cà phê quá xa nước rồi, giờ dưng lên nè, dữ dằn luôn.
đâm tới ngóng ra nè. Rồi để em vô đi. Ông nào được rồi. Rồi đã xong chiếc xà lan thứ hai mà vẫn chưa đầy nè, thiếu vài chục khối nữa, lỏng luôn rồi đây, cái nền còn thiếu đỉnh á. Ô phía trước này còn sâu quá, sâu. Đâu lỗ dài mà này con số 8. Giờ này có sâu không? Mày sâu quấy. Tiếp có 30 khối nữa. Thì mấy hôm nay mình bơm đã đầy hết rồi nè, đầy toàn bộ hết rồi. Các bác cô và mấy thợ đang làm đây. Ra bắt con cần nước rồi.